Gì buồn heo vậy? Năm nay làm ăn không có được, gần Tết rồi mà em không có tiền mua đồ Tết nữa nè. Tết nhất tới nơi mà héo queo và tươi tỉnh lên chứ. Tiền đâu mà tươi. Em là không có được như vậy. Hết tiền là phải báo anh biết, nghe không? Báo anh biết thì sao? Anh có đưa anh số tài khoản đi. Đưa anh số tài khoản. Được đó hả? Ừ. Rồi đó. Trời. Anh chuyển cho em 50 triệu luôn á hả? Đúng rồi. Trời ơi anh, sao anh ga lăng với em dữ vậy? Sao anh tốt với em quá vậy? Phụ nữ lúc nào cũng phải có tiền trong người, chăm sóc cho bản thân, lo cho gia đình nữa. Về mua sắm Tết đi em. Anh, em không ngờ anh tốt với em như vậy á. Bình thường thôi em. Anh là người đàn ông tốt nhất trên đời này của em á. Ừ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ. Của em á, lãi 15 triệu, bạc 30. Tiền gốc còn yên. Ủa, gì vậy anh? Em đẹp mà. Thì đúng rồi. Anh lấy lãi em chi vậy? Đúng rồi, thì mấy đứa xấu xấu anh lấy có 20 à. Em lấy bạc 30 nha. 15 triệu một tháng nha. Tranh thủ nha, mua sắm Tết đi. Trời lạnh á, giữ gìn sức khỏe nha. Giữ gìn sức khỏe cho tốt. Hãy sớm nha.